này là lo cái núi. Vua Hùng Dương, Long Quân Âu Cơ. Ngày nói rằng gì trận đạo nhưng trận thầy ta học quan Trần Nhân Tông. Mẫu Chúa Liễu Hạnh Tự Tỷ Phật Thích Ca. Ở dưới này là điện Phật. Dạ, anh chúc rồi, chị còn ở đây lâu mà phải không? Gì bác? Ờ, chụp chưa được hả? Chị vô chụp đi, chị đứng chị. Rồi, cảm ơn vui. Cảm ơn. Ôi, mì đó hả? Cứ, con quay cho. Được rồi. Cứ tự nhiên nha, cái đi vòng vòng rồi chút mình nói chuyện. Dạ, tại bữa sáng có mấy anh đang quay chút. Chị cứ đi thắp nhang Phật vòng vòng một thời chút nha, em nói chuyện. Bữa sáng này cũng yên tĩnh. Không khí trong lành đó sư phụ hả? Đi về cái đỉnh đầu cũng giống về cái trong lạnh thôi. Cây đẹp hả? Về ban ngày nữa hết mấy cây này nó đỏ quét hết trơn rồi, đẹp luôn á. Cái cây này hình như nó có nhiều màu á sư phụ. À,
thằng này bây giờ sắp sửa ra màu đỏ đỏ nữa nè, nó có 4 cây ở chỗ đó, chỗ này như này, thấy cảnh thần tiên thấy không? Cười. Yeah.